Xí nghiệp Veston Hưng Hà, tổng công ty May 10 là doanh nghiệp chuyên sản xuất com lê Veston xuất khẩu. Năm qua mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chi phí sản xuất tăng cao và sức tiêu dùng của thị trường nước ngoài giảm, nhưng xí nghiệp vẫn duy trì việc làm ổn định cho gần 1.000 công nhân. Xí nghiệp cũng phấn khởi khi cán đích năm 2022 đạt doanh thu gần 6,5 triệu đô, tăng sấp xỉ 20% so với năm 2021, nên có điều kiện quan tâm chăm lo Tết cho người lao động tốt hơn. Để động viên anh chị em công nhân thì năm nay chúng tôi có những cái lo Tết cho anh chị em công nhân rất cụ thể. Thứ nhất là anh chị em công nhân được hưởng tháng lương thứ 13, tương đương mỗi người lao động là từ 12 đến 13 triệu đồng. Ngoài ra chúng tôi có những cái phần quà Tết cho anh chị em công nhân, nó khoảng 450.000 đồng một suất quà xuân về cho tất cả anh chị em công nhân, thì đặc biệt là những trường hợp anh chị em công nhân có hoàn cảnh khó khăn, có cái sự quan tâm riêng để anh chị em công nhân có những cái mà đón một cái Tết vui vẻ, đầm ấm. Chúng tôi được tặng những suất quà rất là ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống của mình, sắm Tết đầy đủ. Đặc biệt là trong năm nay, dù mặc dù là tình hình kinh tế khó khăn, xí nghiệp vẫn lo cho chúng tôi có được công ăn việc làm đầy đủ. Và đặc biệt là cái mức lương năm nay của chúng tôi đã cao hơn năm trước, từ đó đáp ứng đầy đủ được cái nhu cầu trong cuộc sống của mình. Chăm lo Tết cho người lao động được các doanh nghiệp thực hiện với nhiều hình thức thiết thực. Những suất quà Tết không chỉ là giá trị vật chất gửi đến người lao động, các doanh nghiệp còn gửi gắm tình cảm, sẻ chia với người lao động những bộn bề công việc mua sắm Tết, nên đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mỗi công nhân. Công ty đã quan tâm đến đời sống công nhân, cán bộ công nhân, và hiện tay là như bản thân tôi được xuất quà là tôi rất là xúc động và rất là trân trọng và cảm ơn ban lãnh đạo công ty cổ phần Quốc tế Hòa Hưng. Hàng năm thì công ty cũng trao cho chúng tôi những món quà, nhưng mà mỗi cách trao lại khác nhau, mỗi năm khác nhau. Nên là năm nay thì tôi thấy là món quà trao một cách rất là thiết thực và thú vị ạ. Với ban chấp hành công đoàn thì đấy là một niềm tự hào khi chuẩn bị những phần quà cho người lao động, một sự tri ân đối với người lao động trong cả một năm đã đóng góp cùng sự phát triển công ty. Và để cho người lao động giảm thiểu các thời gian phải đi mua sắm trong những dịp Tết rất là căng, thì là người lao động có thể sử dụng luôn những thành phẩm mà những phần quà mà công ty đã trang bị. Để mọi người lao động đều có Tết, cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực quan tâm động viên, hỗ trợ tặng quà Tết cho công nhân. Ước tính trong dịp Tết này, các cấp các ngành và cộng đồng doanh nghiệp đã dành khoảng 500 tỷ đồng chăm lo Tết cho công nhân. Người lao động hẳn cũng vui hơn và cảm thấy ấm lòng hơn, bởi các cấp công đoàn cùng với lãnh đạo doanh nghiệp còn tổ chức các chương trình văn nghệ và những bữa cơm Tết sum vầy đầm ấm như thế này khi Tết đến xuân sang.